rất mong quý khán giả lưu ý để không phải để mua phải những tấm vé không phải do em cảm thấy cũng hồi hộp và cũng vui ạ, cảm thấy mình kiểu cũng mừng vì là cũng được đi xem chồng đá bóng ở đây. Em thì trước khi mà anh ra sân thi đấu ấy thì em cũng có động viên và em cũng động viên là thắng hay thua thì gì thì cũng là được cả thôi, miễn là chồng đá thật tốt và nếu mà thắng được thì là càng vui ạ. Em thấy nắng thương chồng và thương các đồng đội của chồng cũng như là các anh, nói chung là tất cả các anh ở dưới sân ở đá bóng thì rất là nắng nóng, rất là thương ạ. Em thì rất là lo cho anh ở trên sân ấy, nhưng mà anh chỉ lo cho em con thôi. Trước cái trận mà em nhắc anh nhở anh ấy ra sân là phải ăn uống đầy đủ ấy, thì anh chỉ lo cho mỗi em với con, anh bảo là không sao đâu, anh lúc nào cũng tự lo được cho anh, còn em với con là phải lo cho mình như thế này thế kia. Đừng có để anh ấy bảo em là đừng có lên mạng đọc nhiều cái bình luận nhiều khi không tốt cho suy nghĩ của vợ. Anh cũng rất là thương em ạ. Em thấy là từ khi mà anh lập gia đình ý, thì anh cũng có một cái động lực là bọn em có em bé, thì anh cũng tự nhắc nhở bản thân và cũng có bảo em là thôi bây giờ mình cố gắng thứ nhất là với mình mới bị chấn thương xong, thứ hai là mình phải cố gắng vì con vì vợ hơn nữa. Thì em cảm thấy là anh là một người chồng có trách nhiệm với gia đình ạ. Anh rất là hiền lành, vui tính.